Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại một cây dùng để nạp tiền vào thẻ Suica và có chức năng là đăng ký thẻ Suica. Thì các bạn chọn đến một cái cây có cái giao diện giống như cái cây mình đang đứng đây nhé. Và tiếp theo thì các bạn sẽ làm theo cái các bước của mình thì để đăng ký. Thì các bạn cứ làm theo mình nhé. Tiếp theo